Béo bụng là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, và chế độ ăn uống là một trong những nguyên nhân chính. Bên cạnh thức ăn, một số loại đồ uống cũng có thể góp phần làm tăng mỡ bụng. Dưới đây là danh sách những đồ uống phổ biến tại Việt Nam có thể gây béo bụng mà bạn nên hạn chế nếu muốn duy trì vòng eo thon gọn. 1. Nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga là một trong những loại đồ uống phổ biến nhưng cũng là thủ phạm hàng đầu gây béo bụng. Chúng chứa nhiều đường và calo rỗng không cung cấp dưỡng chất cần thiết nhưng lại dễ dàng tích tụ mỡ thừa. Uống nước ngọt thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân và đặc biệt là tăng mỡ vùng bụng. 2. Trà sữa Trà sữa đang rất thịnh hành tại Việt Nam, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, trà sữa thường chứa lượng đường và calo cao, cùng với kem béo và trân châu những thành phần này góp phần tích tụ mỡ bụng nếu bạn uống thường xuyên. Hạn chế uống trà sữa hoặc chọn các phiên bản ít đường, ít calo hơn để bảo vệ vòng eo của mình. 3. Nước ép trái cây đóng chai. Mặc dù nước ép trái cây thường được coi là lành mạnh, nhưng các loại nước ép trái cây đóng chai thường chứa thêm đường và chất bảo quản, làm tăng lượng calo tiêu thụ. Hơn nữa, việc ép trái cây làm mất đi chất xơ, khiến bạn cảm thấy đói nhanh hơn và dễ tiêu thụ nhiều calo hơn. 4. Cà phê pha thêm sữa đặc. Cà phê sữa đá là món uống yêu thích của nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, cà phê pha thêm sữa đặc và đường lại chứa lượng calo đáng kể. Sữa đặc có đường rất giàu calo và đường, có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân nếu bạn uống cà phê sữa đá thường xuyên. 5. Rượu bia Rượu bia là nguyên nhân gây ra bụng bia thuật ngữ chỉ việc tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng do uống nhiều bia. Bia chứa nhiều calo và khi tiêu thụ quá mức, cơ thể sẽ chuyển đổi calo dư thừa này thành mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Hạn chế tiêu thụ bia và các loại đồ uống có cồn khác là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ béo bụng. 6. Sinh tố. Sinh tố có thể là lựa chọn lành mạnh nếu bạn tự làm tại nhà với trái cây tươi và không thêm đường. Tuy nhiên, nhiều loại sinh tố bán sẵn tại các quán thường được pha với đường, sữa đặc hoặc kem, làm tăng lượng calo đáng kể. Điều này có thể dẫn đến tăng cân và mỡ bụng nếu bạn không kiểm soát lượng tiêu thụ. Việc giảm béo bụng không chỉ nằm ở việc kiểm soát chế độ ăn mà còn phải chú ý đến các loại đồ uống tiêu thụ hàng ngày. Thay vào đó, hãy chọn những loại đồ uống lành mạnh hơn như nước lọc trà xanh hoặc nước ép trái cây tươi không đường. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.